Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Và ngày hôm nay thì em lên sóng cho các bác một cái cặp loa cổ đến từ hãng Sơn Xui, rất là nổi tiếng, với cái model là SP3200A các bác nhé. Và cái dòng loa này, đó, cái model này rất là hiếm trên thị trường. Chơi hay, bày đẹp, ngon bổ rẻ, đó, với cái giá cực kỳ là tốt luôn cho các bác. Và trước khi đi vào chi tiết của cái cặp loa này, bác nào đang xem video thì hãy cho em xin một nút đăng ký, một chuông màu đỏ bên góc phải màn hình để không bị bỏ lỡ những video nào mới nhất đến từ bên em. Và cũng như là cho em thêm động lực để ra nhiều video mới hơn các bác nhé. Bác nào đăng ký rồi thì hãy cho em xin một cái nút like. Và các bác có cần tư vấn cũng như là cần em tư vấn trả lời về câu hỏi gì thì các bác hãy comment ở dưới phần video giúp em. Dạ vâng, quay trở lại với cặp loa. Đây là một cặp loa rất là hiếm trên thị trường các bác nhé, với cái phân tần rất là gấu khủng. Và đây là cái hàng xuất Mỹ các bác nhé, có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác ạ. Zin từ cái căng trở đi các bác nhé, rất là đẹp luôn. Con bên này em đã bỏ sẵn e căng đây rồi các bác ạ. Đó, e căng đây các bác nhé. E căng cũng gần giống cái kiểu là e căng mát võng của cái con 997788A này các bác ạ. Mà với cái mức giá thì chưa được 1/4 các bác nhé. Chưa bằng 1/4. Tất cả đều zin tuyệt đối các bác nhé, zin tuyệt đối và rất là đẹp luôn, với cái mức giá cực kỳ là tốt luôn cho các bác. Con loa này thì sử dụng 5 loa trên một thùng loa, 5 loa trên một thùng loa các bác nhé. Loa thì 3 đường tiếng, một bát xấp xỉ 40 cm, bát này khoảng 37 cm các bác nhé, 37 cm. Và một chung, một chung này khoảng 18 cm các bác nhé. Đó, một chung khoảng 18 cm. Sơn Xui này, và bên cạnh đây là ba cái nút tinh chỉnh các bác ạ, ba cái nút tinh chỉnh. Đây là một chép đây các bác, một chép ở đằng trước, và ở phía bên trên đây, ở đây có hai cái chép đấy, hai cái chép hướng lên trên các bác nhé. Chút nữa thì em sẽ tháo cái căng này cho các bác quan sát được cái chép bên trong này. Đây là mặt trên các bác nhé, rất là đẹp luôn, đẹp zin tuyệt đối, vuông thùng sắc cạnh đấy, các bác quan sát thùng rất là đẹp luôn. Đây là cạnh của cái con loa các bác nhé, rất là đẹp, màu cũng rất là đẹp các bác nhé. Đó, vuông thùng sát cạnh. Em để máy quay gần cho các bác quan sát rõ hơn. Và tiếp theo sang bên con này, đây là phần mặt trên ạ, phần mặt trên đây các bác nhé. Và đây là cái phần hông của cái con này, hông. Đó, hông sườn các bác nhé, hông sườn rất là đẹp. Con này thì không có điểm gì để chê các bác nhé, với cái mức giá cực kỳ là tốt luôn. Căng các bác nhé, phần này căng. Đây là phía bên trong, phần chép này cho các bác quan sát ạ. Dạ vâng, đây là hai cái chép hướng lên trên đây các bác nhé. Và em sẽ đo kích thước cho các bác. Con này có cái chiều cao là khoảng 65 cm các bác nhé.
và chiều rộng. Đây ạ. Chiều rộng là 42 các bác nhá. Chiều rộng là 42,5. Chiều sâu. Chiều sâu là 10 là 29 các bác nhá. Chiều sâu là 29. Một cặp loa đẹp zin tuyệt đối luôn. Và em báo giá công khai luôn tại video cho các bác nhé. Cái con này thì em bán với cái giá là 11 triệu các bác nhé. 11 triệu một cặp loa. Và hiện tại các bác yêu thích cái dòng mắt cáo, cái dòng CF FP này thì bên em cũng còn rất là nhiều các bác nhé. Hàng liên tục cập bến cho các bác và với cái mức giá tốt nhất. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.